Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Côn đồ phá hoại đại lễ Phật đảng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Ngày 24 tháng 5, AFA Tiếng Việt cho hay, tại Huế, đại lễ Phật đảng của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị phá, băng rôn bị xịt sơn. Theo đó, trong khi Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức đại lễ Phật đảng, Phật lịch năm 2568 và lễ hiệp kỵ, hay còn gọi là lễ dỗ ở Tổ đình Quốc Ân, thành phố Huế thì bị phá rối và sát nhiễu. AFA dẫn bình luận của trưởng ban tổ chức hòa thượng thích không tánh cho rằng các hành động này thực hiện bởi thế lực vô minh. AFA cho hay vào ngày 15 tháng 5 dương lịch tức ngày mùng 8 tháng 4 năm giáp thìn, nhiều chức sắc và tăng ni cùng tín đồ Phật tử của tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tụ hội về chùa Quốc Ân để tham dự đại lễ. Và đây là hình bài trên AFA tại cổng Tam Quan và sân chùa Quốc Ân, ban tổ chức đã cho dựng hai tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kính mừng đại lễ Phật Đảng và Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thành kính tưởng niệm hiệp kỵ chư tôn giáo phẩm giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất các thời kỳ. Hòa thượng Thích Không Tánh nói, đã có những người không rõ danh tính, trong đêm tối xịt sơn vàng nham nhở, che đi những cụm từ tăng đoàn hay thống nhất khiến nhiều người nghĩ rằng các sự kiện này được tổ chức bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành viên của mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sự phá hoại này cũng diễn ra ở chùa Phước Thành, một trong ba ngôi chùa là văn phòng của Tăng Đoàn. AFA dẫn lời Hòa thượng Thích Công Tánh, trưởng ban tổ chức đại lễ Phật đảng của Tăng Đoàn trong hai năm qua cho biết, sự sách nhiễu, quấy rối, phá rối của thế lực vô minh mà họ không tôn trọng tự do tín ngưỡng và không tôn trọng các ngày lễ mùa Phật đảng cũng như niềm tin của Phật tử đối với Đức Phật trong mùa lễ Phật đản Và đây là hình hòa thượng thích không tánh. Không những vậy, nhiều tăng lữ và Phật tử ở Huế cũng như một số địa phương đã bị công an và chính quyền địa phương đến gặp, vừa thuyết phục, vừa đe dọa, yêu cầu không được tham dự đại lễ ở tổ đình quốc ân. Hòa thượng thích không tánh cho biết thêm, họ đề nghị phải theo Phật giáo Việt Nam của nhà nước thì họ mới tạo điều kiện thuận lợi trong việc sửa sang chùa hoặc là được thoải mái trong việc hành đạo hơn. Còn nếu như mà ủng hộ tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn và có rất nhiều bất lợi. Theo AFA, trong ngày đại lễ, nhiều người nhận định có thể có an ninh trà trộn cùng với các Phật tử, ngăn cản người chụp ảnh hoặc quay video. Họ còn dùng thiết bị phá sóng, khiến việc phát sóng trực tiếp buổi lễ lên mạng xã hội không thể thực hiện được. Hòa Thượng Thích Không Tánh không cho hay. Từ lâu, Tăng Đoàn và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị sách nhiễu, đàn áp Do vậy, tổ chức hay nhóm nào hay là khuynh hướng nào đàn áp sách nhiễu gây trở ngại thì tự nhiên quần chúng người ta biết. Và đây là hình biểu ngữ trước chùa Phước Thành. Tại Huế, bị xịt sơn nham nhở. Hòa thượng Thích Không Tánh còn cho biết việc tương tự này từng xảy ra tại đại lễ Phật đảng của Tăng Đoạn cũng tại chùa Quốc Ân vào dịp Phật đảng năm ngoái. Vẫn theo AFA, từ thời kỳ của Việt Nam Cộng Hòa, Tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã tồn tại. Năm 1981, Chính phủ đã chính thức thành lập và chỉ công nhận một giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến năm 2014, một nhóm các sư thầy từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã ly khai và thành lập Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. qua Thượng Thích Không Tánh từng bị chính quyền giam giữ nhiều lần sau năm 1975 vì các hoạt động tôn giáo. AFA cho biết thêm, các cơ sở thuộc về cả hai tổ chức tôn giáo này, đặc biệt là Chùa Phước Bũ và Thiên Quang ở Vũng Tàu, thường xuyên phải đối mặt với sự quấy rối và áp bức trong việc bảo trì cơ sở vật chất và tiến hành các nghi lễ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Côn đồ phá hoại đại lễ Phật đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chính trường Việt Nam sẽ còn dậy sóng. Ngày 24 tháng 5, AFA tiếng Việt có bài, chính trường Việt Nam sẽ còn nhiều biến động ở trận chung kết. Phỏng vấn giáo sư Nguyễn Văn Chữ về diễn biến của cuộc chiến tranh giành quyền lực hiện nay. Theo đó, sau khi Bộ Chính trị Việt Nam bầu bổ sung 4 thành viên ngày 17 tháng 5, ông Tô Lâm, người đã rời vị trí Bộ trưởng Bộ Công an vào ngày 22 tháng 5, được Quốc hội Việt Nam bầu làm Chủ tịch nước. Ông Trần Quốc tỏ, thứ trưởng Bộ Công an nắm quyền điều hành bộ này. Hiện Việt Nam chưa chính thức bầu ai thay thế đại tướng Tô Lâm trên cương vị Bộ trưởng Công an. Nhiều nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng sắp tới chính trường Việt Nam còn nhiều biến động gây cấn thú vị nữa. Và đây là hình bài phỏng vấn trên AFA. Trả lời AFA, giáo sư chữ cho rằng nếu so sánh cuộc đua lên vị trí thượng đỉnh của chính trị Việt Nam hiện nay như một giải đấu thì giải đấu đã qua vòng bán kết, đi dần vào trận chung kết. Theo ông Chữ, có bốn vấn đề cần quan sát ở trận chung kết này. Ai sẽ là Bộ trưởng Công an, các thành viên của Bộ Chính trị, quan hệ với Mỹ, Trung Quốc và cuối cùng là ảnh hưởng của giải đấu này tới nền kinh tế. Giáo sư Chữ dự đoán giải đấu sẽ kết thúc trong vòng một năm tới và từ đây đến đó nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Vấn đề thứ nhất là ai sẽ là Bộ trưởng Công an, ông Chữ đề cập nếu Bộ trưởng Công an là đàn em của ông Tô Lâm thì sao? Mình biết là không có người Cộng sản nào có thể trung thành với chủ. Vì cái cấu trúc thể chế khiến người ta phải như vậy. Ít nhất trong một khoảng thời gian nào đó thì người đàn em vẫn phải trung thành với đàn anh, nhưng điều đó không thể kéo dài lâu. Thứ hai là trong kỳ bầu cử bổ sung, Bộ Chính trị vừa rồi lấy thêm 4 người, Lê Minh Hưng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Đỗ Văn Chiến, Bùi Thị Minh Hoài, thì hai người là của ông Trọng hai người thì trung dung. Người bên quân đội được kéo vào thêm để cân bằng người của bên công an. Thành ra nếu đưa ra biểu quyết thì ông Tô Lâm có thể bị thua. Cho nên một trong hai con hổ này sẽ phải ra đi, giáo sư Chữ cho biết thêm. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Chữ tiếp tục đề cập đến vấn đề thứ ba, cần quan sát, xoay quanh trận chung kết giành ghế này là Trung Quốc và Mỹ. Giáo sư Chữ nêu quan điểm như sau. Họ có muốn can thiệp không theo tôi, Trung Quốc không quan tâm gì ở Việt Nam, ông nào thắng thì cũng không bỏ họ được và cái vấn đề nữa là Mỹ. Tôi không biết Mỹ có can dự hay không. Giáo sư chữ bình luận, Trung Quốc đeo bám Việt Nam trong dài hạn, họ luôn phải cài người vào đó, họ rỉ tai, họ thắt chặt rất lâu. Hồ Chí Minh nói, vì lợi ích trăm năm trồng người thì đó chính là điều học từ Trung Quốc. Còn Mỹ thì cần gì thì mua, trao đổi trong một giai đoạn nhất định, xong rồi thì thôi cách ngoại giao của Mỹ do đó không phù hợp với Á Châu. Ở Á Châu, muốn làm gì thì phải gặp người đó, xây dựng quan hệ trước rồi mới nói chuyện cộng tác. Còn Mỹ thì mua, họ mua 5 đồng không được thì trả 10 đồng. Đó là cách ngoại giao trực thăng vận kiểu Mỹ. Về vấn đề thứ tư của trận chung kết, ông Chữ cho rằng vấn đề thứ tư là kinh tế. Trận chung kết này sẽ kéo dài trong khoảng dưới một năm và nó sẽ ảnh hưởng rất tệ hại đến nền kinh tế và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung đó, Việt Nam hiện nay vẫn còn đóng vai trò một phần nào trong chuỗi cung ứng của thế giới. Nhưng mỗi năm đi qua thì vai trò của Việt Nam lại càng giảm dần. Một vấn đề nữa mà giáo sư Chữ lưu ý đó là dù bên nào thắng đi nữa thì vấn đề tham nhũng vẫn tiếp tục. Bên nào thắng thì Việt Nam vẫn tiếp tục vi phạm các cam kết quốc tế về nhân quyền, từ đó ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế. Cuối cùng, về thị trường chứng khoán, giáo sư chữ cho rằng đó là cái cửa sổ để nhìn vào tương lai. Nó xuống rất mạnh và các nhà đầu tư ngoại quốc đã bán hơn 2 tỷ đô la để rút khỏi thị trường Việt Nam. Đó là điều tôi muốn nói, ảnh hưởng của chính trị tới kinh tế rất nặng. Nếu nhìn vào thị trường chứng khoán thì có thể thấy ngay chứ không cần chờ đợi. Vì phản ứng của thị trường chứng khoán là phản ứng trực tiếp và nhanh chóng trước các biến động chính trị, vẫn theo giáo sư chữ Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính trường Việt Nam sẽ còn dậy sóng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.